Thưa quý vị, triển khai chủ đề công tác năm tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác quản lý đảng viên. Thời gian qua, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng đã có nhiều cách làm hay, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên. Xuyên suốt thời gian qua, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng đã cụ thể hóa mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt, làm cơ sở quan trọng trong triển khai thực hiện công tác xây dựng đảng nói chung và nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và quản lý đảng viên nói riêng, đồng thời thông qua sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng định hướng dư luận xã hội, quan tâm nắm bắt tư tưởng của cán bộ đảng viên. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thì đây là một trong những việc hết sức là cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Vì việc sinh hoạt chi bộ tại cơ sở sẽ giúp cho các đảng viên phát huy quyền làm chủ của mình, tạo được sự gắn bó đoàn kết và nâng cao được cái vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy để giúp cho việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị được giao. Nhằm cụ thể hóa những nhiệm vụ giải pháp trong nghị quyết số 06 của Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan thành phố về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mới đây Đảng ủy khối đã tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi lần thứ 2 năm 2023. Thông qua đó bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác xây dựng đảng, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho cán bộ đảng viên, nhất là bí thư chi bộ. Qua cuộc thi này thì mình có thêm cái kinh nghiệm để trong quá trình sinh hoạt đảng rồi cũng như là tổ chức chỉ đạo thì nó hiệu quả hơn, đạt kết quả tốt hơn. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rất là sâu rộng để giúp cho cán bộ đảng viên mà đặc biệt là các đồng chí cấp ủy được cập nhật các kiến thức cũng như là học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm từ các cái tình huống cụ thể mà đảng ủy khối đã đưa ra, làm cho các cái đồng chí sẽ có thêm những cái kinh nghiệm để cố gắng xử lý các cái tình huống tại các cái chi bộ cũng như là đảng ủy cơ sở cấp dưới. Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Việc nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, vai trò của bí thư chi bộ là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, thường xuyên của các cấp ủy tổ chức đảng. Chính vì vậy, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố cũng đề nghị các cấp ủy cơ sở cần thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên.